Chu Chí Hâm là một chàng trai đến từ Trùng Khánh, Trung Quốc. Anh chàng có khuôn mặt dễ thương cùng với các đường nét thanh tú này còn có một cậu người yêu tên là Tô Tân Hạo. Trương Cực là một chàng trai đến từ Thường Châu, Trung Quốc. Anh được nhiều người biết đến với biệt danh Đậu Đậu cùng với vẻ ngoài đáng yêu. Anh được mọi người xếp OTP với Tả Hàng. Tả Hàng là một chàng trai đến từ Quý Châu, Trung Quốc. Anh sinh ra ở Chính An nhưng lớn lên tại Kỳ Giang. Anh là người rất đáng yêu và anh còn được mọi người gọi là Tả Bánh Trẻo. Tô Tân Hạo đến từ Trùng Khánh, quê gốc ở Khai Phong, Hà Nam, Trung Quốc. Anh thường được gọi với tên thân mật là Xoái Xoái bởi vẻ ngoài xoái ca của mình. Sư Vũ Hàm đến từ Trùng Khánh, Trung Quốc là cái tên khá nổi tiếng thời gian gần đây. Anh thường được biết đến bởi tài năng hát hay nhảy giỏi là Tiểu Dư yêu dấu của các ca ca đấy. Đặng Giai Hâm là một chàng trai đến từ Trùng Khánh, Trung Quốc. Anh thường được biết đến bởi tài năng và phong cách âm nhạc có 1.02 của thế hệ F3 cùng nhiều tài lẻ khác nữa. Trương Trạch Vũ là một chàng trai đến từ Trùng Khánh, quê gốc ở Cát Nghĩ Tân, Hắc Long Giang, Trung Quốc. Anh là chàng trai hài hước, dễ thương và khá chăm chỉ trong công việc ấy chứ. Trần Thiên Nhuận là một chàng trai đến từ Trùng Khánh, quê gốc là ở Nhật Chiếu, Sơn Đông, Trung Quốc. Anh là người có tính cách lạnh lùng và anh còn mang trong mình chòm sao tài năng và trí tuệ. Trương Tuấn Hào là một chàng trai đến từ Trùng Khánh, Trung Quốc. Anh chàng này ngoài vẻ ngoài hảo xoáy ra thì anh còn thường được mọi người xếp chung một thuyền với Mục Mô Chi nữa đấy nhé. Đồng Vũ Khôn, cậu ấy là chàng trai đến từ Trùng Khánh, quê gốc ở thành đô Tứ Xuyên, Trung Quốc. Anh hiện đang đi học tại Vũ Hán và thường sẽ về tham gia với TF vào những hoạt động đặc biệt. Mục Chỉ Thừa là một bạn Mô Chi nhỏ sinh tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Anh chàng tuy là thành viên nhỏ tuổi nhất nhưng lại rất là đáng yêu và thường được các thành viên khác bảo kê rất chi là chặt chẽ. Siêu Dục Thần là một chàng trai đến từ Ngũ Liên, Nhật Chiếu, Sơn Đông, Trung Quốc. Cậu bạn nhỏ này cũng là em út của mọi người trong F3. Anh chàng này cũng là người sở hữu nhiều tài năng như hát và rap.